Việc Ukraine lập phòng tuyến bờ đông sông Dnipro đã gây áp lực lớn cho các lực lượng Nga. Nhiều chuyên gia quân sự Nga đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình ở tà ngạn sông Dnipro khi các đơn vị đặc nhiệm của Ukraine tiếp tục hoạt động đổ bộ và mở rộng đầu cầu. Ông Romanov, một chỉ huy của quân đội Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã tập trung dày đặc các phương tiện và lực lượng phòng không ở phía đông cầu Antonivka. Điều này đang đặt ra vấn đề nghiêm trọng đối với lực lượng phòng không của Nga bởi nó gây rủi ro cho các cuộc tấn công từ trên không. Giải thích về cách quân đội Ukraine thiết lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro, một số binh sĩ Nga cho biết, Ukraine đang tiến về phía chúng tôi. Họ đã cố thủ ở khu vực Krynki, chắc chắn có khoảng 500 binh sĩ đối phương ở đó. Trước khi đổ bộ vào Krynki, khu định cư nhỏ thuộc vùng Khe Sân, nằm ở tả ngạn sông Dnipro, một nhóm trinh sát Ukraine đã đi men theo bờ sông tại các khu vực Gazeles và Zikulis do Nga kiểm soát. BBC dẫn lời một binh sĩ Nga cho biết, họ cố gắng đến gần và tiếp cận các vị trí của chúng tôi, đồng thời bắn hạ một số binh sĩ theo dõi họ. Phía Nga cho rằng, bộ binh Ukraine đã vượt sông Dnipro và đi xuyên qua một khu rừng tiến vào Krynki. Binh sĩ Ukraine đã sử dụng những chiếc xuồng cao tốc có thể di chuyển với tốc độ 100 km/h để vượt sông, trong khi Nga rất khó theo dõi và quan sát do tình trạng sương mù dày đặc trong mùa thu. Trong các cuộc giao tranh ở tả ngạn sông Dnipro, lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã điều động một máy bay trực thăng bay ở tầm thấp và bắn vào các vị trí của Nga bằng tên lửa không điều khiển, sau đó bay trở lại. Ông Oleksandr Musiyenko, một nhà phân tích quân sự ở Kiev cho rằng, quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tấn công nhanh chóng nếu họ thiết lập được một chỗ đứng vững chắc ở tả ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson. Tính đến ngày 9 tháng 11, các lực lượng nước này được cho là đã hợp nhất hai cứ điểm chiến thuật gần cầu ô tô và đường sắt Antonivka. Ngoài ra, thì các đơn vị của Ukraine đã cắt đứt tuyến đường ven biển giữa Oleksi và Nova Kakhovka, trải dài 53 km về phía đông bắc Kherson. Theo giới phân tích, cuộc vượt sông của Ukraine là kết quả của chiến dịch lâu dài có sự phối hợp giữa các phi công, xạ thủ, nhóm vận hành máy bay không người lái, các đơn vị tác chiến điện tử. Ukraine đã tấn công các tuyến tiếp tế, hệ thống phòng không của Nga, trấn áp pháo binh, gây nhiễu máy bay không người lái của Nga, cũng như tấn công các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Hiện giờ thì vùng không phận phía trên khu định cư Krynki đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng UAV và các phi công trực thăng Ukraine. Quân đội Nga khó có thể tiến vào vùng không phận bên trong và xung quanh Krynki mà không bị máy bay Ukraine phát hiện. Hồi đầu tháng 6, có một số báo cáo cho rằng Ukraine đã bố trí các thiết bị gây nhiễu vô tuyến mạnh mẽ ở hữu ngạn sông Dnipro để tạo ra một khu vực trải rộng 20 km, nơi máy bay không người lái mang chất nổ của Nga bị cản trở hoạt động. Trent Telenko, cựu nhân viên chuyên về tác chiến điện tử của Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng Mỹ cho biết, Ukraine đã triển khai một số thiết bị gây nhiễu không người lái ở tả ngạn sông Dnipro, đồng thời triển khai các UAV góc nhìn thứ nhất có kích cỡ lớn, hoạt động ở nhiều tần số vô tuyến khác nhau, khiến các thiết bị gây nhiễu của Nga không thể hoạt động. Ngoài ra, thì Ukraine cũng triển khai máy bay không người lái và máy bay có người lái săn tìm các thiết bị gây nhiễu của Nga ở miền Nam, tạo điều kiện cho UAV của họ bay qua sông Dnipro. Kiev được cho là tung rất nhiều bằng chứng về các cuộc tấn công chính xác nhằm vào thiết bị gây nhiễu của Nga. Thậm chí có cả thiết bị gây nhiễu di động được trang bị cho xe tải. Việc các binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa dẫn đường hồng ngoại vác vai sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay không người lái Ukraine. Nhưng trong cuộc chiến giành khu định cư Krynki, các đơn vị phòng không của Nga dường như không thể triển khai đủ số lượng tên lửa này để bắn hạ UAV Ukraine, được huy động với số lượng lớn. Ông Samuel Bendet, nhà phân tích và chuyên gia về các hệ thống quân sự không người lái và robot tại Trung tâm Phân tích Hải quân cho biết, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất có mặt ở khắp chiến tuyến dọc theo con sông. Hoạt động của những máy bay này phụ thuộc vào việc bên nào nắm quyền kiểm soát phổ điện tử mà chúng sử dụng để điều hướng. Tại Krynki, Ukraine đang nắm quyền kiểm soát lĩnh vực này. Vì vậy, máy bay không người lái của họ có thể bay tự do và sẵn sàng tấn công ngay lập tức. Câu hỏi quan trọng hiện giờ là việc thiết lập đầu cầu đổ bộ tại Krynki có giúp Ukraine mở ra một mặt trận mới và tiến hành các cuộc tấn công nhiều tham vọng hơn không? Theo giới phân tích, yếu tố quyết định hiện giờ là bên nào có thể cung cấp cũng như tăng viện cho các lực lượng tại Khe Sân một cách hiệu quả. Nga đang sử dụng các tuyến đường hẹp, rất dễ bị phục kích, trong khi Ukraine có thể gặp rủi ro khi sử dụng thuyền nhỏ hoặc các phương tiện vận tải đổ bộ để vận chuyển quân, tiếp tế đạn dược và sơ tán binh sĩ thương vong. Nếu Ukraine có thể giữ vững được đầu cầu đổ bộ tại Krynki để các lực lượng nước này xây cầu phao bắc qua sông Dnipro, thì khu vực Khe Sân có thể trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh dữ dội trong thời gian tới. Thiết giáp của Ukraine được huy động từ đầu cầu ở tả ngạn sông Dnipro có thể tạo ra nhiều thách thức đối với lực lượng Nga, đồng thời mở đường cho Ukraine cắt đứt hành lang trên bộ kéo dài từ đất liền Nga đến Krym.